đá có cua lông không? Không. Anh em sẽ nướng. Có gì nữa được hả? Đây, ăn đi, ăn đi. Mời cả nhà nha. Xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình một con cá rô biển. Cá rô này là cá rô gọi là cá rô dừa dừa thôi. Đó, mình sẽ nướng lên để cùng với cả nhà thưởng thức ăn. Đây là cá rô biển, nó khác với cá rô đồng, cá rô sông cả nhà. Thì cá rô sông thì mình không biết sao, nhưng mà cá rô biển nó chắc thịt với lại nó ngon lắm. Thì mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái loại cá rô này nha. Đi thôi. Đây là những người dân họ chuẩn bị đi đánh bắt mực về đêm nha cả nhà. Họ sẽ đi câu mực nguyên cả đêm và sáng sớm họ sẽ vào bán lại cho các người mua mực lại nha. Cả nhà, đây là con cá rô của mình nha. Mình sẽ nướng con cá rô này lên. Khi mình nướng thì mình sẽ rửa sạch, mình sẽ rửa sạch nó nha. Rửa sạch rồi sau đó mình sẽ lấy cái lưỡi câu này ra này nha. Đó, mình sẽ lấy lưỡi câu này ra này cả nhà. Nên mình sẽ nướng, mình sẽ nướng mọi nha, cái con cá rô nhỏ này nha. Quá trời ngon luôn cả nhà. Đây là cá rô biển nha. Con này chắc mình đoán cũng hơn ký. Hơn ký, con này chắc hơn ký á. Lấy lưỡi câu ra. Mình đã lấy cái lưỡi câu ra này nè. Đây là lưỡi câu cá thu, cá bớp, cá bè, rất là nhiều loại cá nha. Có thể là sẽ có lưỡi bự hơn gì nữa. Đây là cái con cá rô nè. Đây là loại nhỏ đó cả nhà, chứ còn loại bự hơn nữa. Cả nhà bây giờ là mình sẽ bắt đầu nhúm than nha. Đây, mình đang nhúm lửa nè cả nhà. Yeah.
ây da ngứa quá nha. Mày nói là tủ con khỉ, nhà thông cảm nha. À, cả nhà bây giờ là mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá rô nướng mọ này nha. Rồi bây giờ mình ăn nha cả nhà. Let's go. Cả nhà cùng thưởng thức với Sinh cái món cá rô mọ này nha, nướng mọ này. Ồ. Ê, cái hồi chưa nha. Quá gì chín rồi nha. Ăn Coca ăn xuống đi chơi. Thơm quá. Nè con. Coca ăn xuống đi chơi. Rồi, ai. Còn gì nữa được con? Ăn đi. Mời cả nhà nha. Quá trời ngon cả nhà ơi. Ngon không? Nếu chưa ăn sao nó biết con. Từ từ đây nè. Rồi ăn đi. Này bên. Sao? Ăn nè Ken. Đi em nhà lấy đi rửa. Ăn này Ken ơi, cá gì bự lắm. Kêu chồng xuống ăn luôn. Dạ. Lấy đũa. Lấy xuống lẹ đi. Có nước chấm vô không? Đóng luôn. Tên Tư biết lấy cái da ra không? Hả? Tắt cái da ra đi Tư. Rồi cá ngon lắm cả nhà ơi. Quá trời đã luôn. Nó dai dai sực sực với lại thịt nó ngọt nữa cả nhà. Cá tươi thịt ngọt. Cái này là gì? Chấm gì vậy? Muối chấm thôi, là muối hả Hảo? Này là muối mì tôm cả nhà. Muối mì tôm mới mình chấm. Thôi giống cá. Cha. Đấy, cái này. Ăn cũng cá lộn nữa mấy cha. Đủ nè. Rồi hôm nay mấy đứa cháu của mình nó đi mới đi học về cả nhà. Học về? Mới học về đúng rồi, học về nó giờ rồi. Rồi chạy chạy lại chạy đây nè, cho mình chạy chạy đũa, chạy đũa đây. Rồi, ngồi ngồi. Rồi động động ra mấy đứa. Ngồi động ra cho các bạn cùng ăn với. Rồi có đũa không? Ai có đũa thì ăn nha. Không có đũa đúng rồi, không có đũa tự. Nhanh đi nha, để ăn hết rồi. Mình để ăn dữ lắm, để ru cậu nha. Cả nhà. Ruột nào không? Đây.
cái đôi ra, lấy cái da của chỗ cái đôi ra đi. Đó, đó. 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 Ăn hết bên này đi, bên này còn dính nè. Cái khúc này ngon, cái khúc này ngon lắm nè mấy đứa. Lấy cái da này, lấy cái da nè. Mở da ra đi. Thịt nhiễm nữa. Mở da mạnh. Ăn cái chấm này cho hiện nhiên. Thôi đừng. Mở ra cho. Ăn từ từ thôi nghe, nó gấp từ từ thôi nó. Trời ơi, anh cầm đũa quả gì? Bú nó kìa mấy đứa. Trời cho nhảy nhạy nó mấy ơi. Cầm đũa tội nghiệp nhỏ quá mấy cả nhà ơi. Mời cô chỉ anh chủ. Sao ngon không? Chú ngon không? Ngon không? Trời cây nó cây nó cây 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 hả? Cây không? Cái lòng con cá ngon. Trời ơi chú anh chủ. Nè cái khúc da này ngon nè, khúc đuôi ngon nè. Ngon không cá? Ngon không cá? Lấy chén ra đặt cho dễ, lấy chén ra đặt cho dễ. Cá nướng ngoại ngon ha, cá đồ nướng ngoại ngon á. Vậy hả, vậy thôi ăn ăn trắng miệng thôi. Mấy đứa cháu mình ăn cơm rồi cả nhà, nên kêu mấy đứa cháu mình qua ăn cho vui miệng thôi. Không cho ăn nè. Vô ăn cơm hả? Để chưa ăn cơm. Đặt lại giờ lắm. Đại quan bên em ơi. Có cá. Chùm có bớt cái gì? Ủa gì vậy? Không. Từ thôi, cho miếng ơi. Trời ơi ăn quá trời cả nhà, dành dữ quá. Ừ được đó. Ủa con. Nè. Quá gì dành cả nhà, quá gì dành. Bố em thiệt luôn. Mời cả nhà nha. Rồi cuối cùng mình lấy được miếng thịt. Ở đây là bổ gì? Cả nhà nha. Cái miếng này rất là ngon cả nhà. Thịt không à. Rồi đó, Quỳnh Anh ăn đi. Ủa mẹ. Ăn đi Quỳnh Anh. Ngọc Anh hả? Ngọc Anh hả? Ờ, xin lỗi Ngọc Anh nha, quên hoài. Được. Rồi cắt xuống dưới nè. Dạ. Yến cầm khúc dưới đi. Nè con này là cái đuôi cả nhà. Ăn đúng thiệt. Cái đuôi này ngon nè. Thì con cũng bóc ra ăn đi. Cái đuôi bóc cái vỏ ra đi. Lấy vỏ ra. Thật không? Ý là con lấy vỏ ra đi. Đây. Đứa nào thông minh lấy. Ý là con lấy vỏ ra còn lấy thịt ra không? Lấy vô tách ra đi. Thiện. Đây rồi. Tuyệt, ngon. Quá ngon thiện. Đây lấy cái lấy đôi đũa kéo ra ngon. Cái đũa cá ngon. Cái phần đầu. Là phần đậu hả? Cái đũa ngon. Đũa cá ngon, còn lấy đũa lấy dễ hơn. Đủ. Ok, hết luôn hả? Rồi ăn đi. Con này còn thịt đâu? Con này còn thịt đâu? Trong này còn một ít thịt cá nha. Cái khúc này thịt con nó dày. Vâng, dày dai chứ. Đây là cái đầu nữa nha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh của mình. Trời ơi, quá trời ngon rồi. Nó bảy nhẹ vậy cả nhà ơi. Thông cảm với mình nha. Bye bye. Ơi gấp gì đây, cái chậm gì rồi. Nhà hay cái nhà hơn cả. Mình mời cái nhà nha. Không em. Ngon, thịt ngon. Lấy miếng 1 gram đi. Ngon không? Ngon không? Ngon gram chấm miếng mưa đó. Chấm. Mời nhà nha.